Ya está tierra para que comer. Comer, no, nunca no. Ahí na. Así que hoy se cocina y se come. Cavamos embaixo, ¿no? Sí, cavamos embaixo, después metemos el bambú. Cavamos un metro. Cúc dọn dẹp sạch phía bên này để cho các bạn trồng một luống phía bên này, là sau tiếp tục là sang bên này dọn dẹp và dồn hết cỏ những cái chuột ăn lạc cái này, ăn rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn đấy. À kia mày cốt ta un poco la noche de cocina como tenía en casa todo lo que mañana ya cota ten cota así ya. Hola, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Toàn 47 TV. Để đầu tiên mình xin chúc tất cả các bạn một ngày làm việc vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vườn của bạn Neo Sơn các bạn ạ. Thì cũng khá là lâu rồi, cũng gần một tuần đấy, mình cũng không ra video các bạn cũng xem được, do là mình bị ốm ấy, bị đau họng quá các bạn, cho nên là cũng không xuống quay được. Với lại mình về trên tỉnh ấy, cũng theo một số cái máy móc ở trên cửa hàng ấy bị hư hỏng các bạn, cho nên là cũng khá là lâu rồi chưa xuống khu vườn của bạn Neo Sơn. Thì hôm nay khỏe đỡ đây thì xuống để xem tình hình là các ông trong thời gian vừa qua là các ông làm việc đến đâu rồi, với lại xem bắp việc các sản phẩm ở đây thì có cái nào đã có thu rồi, phát triển như nào nha các bạn. Với lại xem tình hình là thời gian lúc mình ốm thì mình cũng gọi điện cho bạn Neo Sơn là nói làm cái nhà bếp ấy, hoàn thiện nhà bếp cho ok ấy, để xem nếu mà chưa làm được nhà thì để cho các bạn ấy ở đây để canh kiệt bắp và lạc ở đây nha các bạn. Đó thì bây giờ mời các bạn cùng theo mình xuống phía dưới xem mà tình hình là khu vườn của bạn Neo Sơn như nào nha. Bước đầu đi vào là thấy các ông ấy đang mỗi người một tay này đang thi nhau là dọn dẹp lại cái khu đất mà hôm trước mình nói cho các bạn ấy phát để cho tiếp tục cho các bạn Neo Sơn bạn ấy làm trồng bắp với các bạn. Đó, còn như ông Neo Sơn là ông đang còn nhổ cỏ với xảy xiệc lại cái đoạn chỗ những cái mà mình hôm trước gieo đây này. Nói chung là bây giờ là có thể bế ra trồng được ok rồi nha các bạn. Đây cũng khá là cao rồi này, bây giờ là bế ra trồng được rồi này. Đây tí nữa chiều để cho các bạn ấy bế ra, không biết là có đã bế được mấy luống rồi. Đây Neo Sơn bom đi à, đây cô mày cũng cả mai này. Sí. ¿Este trabajo cómo? Trabajo está corre bien. ¿Está corre bien? Sí, ¿es casa tú ya te pronto? Sí, acá ya está. Ah. También estamos en casa también. Okay. Hoy giờ sin el tiempo yo no vi ahí ve ra yo ve como mi lưu tú rồi. Bây giờ là đi theo ông mới hỏi ông xem là thời gian là mình ốm ấy không làm được, để xem bây giờ bạn dần đi xem như thế nào, tình hình như thế nào. Mi lưu aquí ya está rizu, ¿no? Ya está todo bien. Ya está listo. Sí. Así que voy a ver más tarde de tierra para que yo liga también lo anda para vender. Ah, sí. Sí. Đấy, chiều nói là để chiều để mình nói bạn ơi, chiều nếu mà ok thì chiều để hái một số này để mà mình gọi điện lên luôn ra xem có người mua cho các bạn. Đấy, ra ta bông tu đủ này. Đấy. Nói chung là ri dù hết rồi các bạn, giả hết rồi. Ra ta tira para que comer. Comer nào hiện tại nào? Ahí na. Ahí. Así que hoy se cocina y se come. Ela em cima já planta feijão preto? Feijão preto sim, também está saindo também. Tá, daí eu vou plantar. É muito tempo, está doente, também não vi. É tudo trabalho bem, né? Sim, sim. Sim. Já vem trabalho? Não, eu já me não gostava de trabalhar. Ainda também? Sim. Ấy như chỗ này là như những cái chỗ này là cho các bạn ấy làm cỏ hết nha các bạn, làm cỏ hết, tại hôm trước là cỏ khá là nhiều ấy, thì mình cho các bạn ấy nhổ ấy, nhìn cho nó thông thoáng sạch sẽ, chỗ này cỏ nhiều quá ấy, thì mình cho các bạn ấy trảy với nhổ cỏ với trảy bớt ra cái lá khô phía dưới này, nhìn cho nó thông thoáng này, lúc mà các bạn ấy nếu mà các bạn ấy canh kia thì cũng ok hơn. Đấy, như phía trên này bắp này là bắp nếp này, nó cũng lên bắp cũng khá là to rồi này. Đấy này thì xin nghe isu anh nó tới đây rồi đấy, isu tăng super à mày nhé, đấy như bắp này là bắp ngọt đấy ạ, cái này là bắp ngọt nha các bạn, mình quên mất cái này là bắp ngọt này, đó đây cũng khá là chuẩn bị là cái này thì chắc sang tuần nữa là có thể thu được rồi. Agora aqui já está acabou que bisu né? Me deixo na tembuê. Tembuê. Assim é mais tarde tem que fazer mais uma vez. Mata bisu mai ya. Nói chung là cái này là hôm trước là cho bạn ấy phun một lần thuốc này nha các bạn. Lên bây giờ cũng khá là cao này, lên rất là cao rồi nha. Đấy cho bạn ấy phun một lần thuốc này nhưng mà bây giờ vẫn chưa hết hẳn này, để cho chiều nay cho bạn ấy phun thêm một đợt nữa.
Assim você não quer fazer ver ainda não acabou e tipo que continua a matar, hein? Acabou? Sim. É. Você usa como acabou e bidão, hein? Hã? Acabou. Está muito humilde. Muito, né? Sim. Aqui para lá estava feijão preto, né? Já está crescendo? Đây, đây là đậu đậu đen nha các bạn. Đậu đen là bây giờ cũng lên này. Cái đậu đen này là mình mua ở trên siêu thị nha các bạn. Mua một gói ở trên siêu thị 1 ký ấy. Cái hạt nhìn nó ok hơn đấy. Hôm trước là mình lên mò mò kiếm được một gói sau gửi xuống cho bạn để trồng luôn. Tại đây, đấy, lên mầm hết rồi nha các bạn. Đấy, quy đa đùi pizza bạc tiêu ấy, mò rê. Đấy, lên mầm hết rồi. Tại đây. Agora sim, é mais tarde para matar mais que aqui no milho, já matar mais bicho, já. Aí. Isso também já está crescendo muito bem, né? Tem que matar cedo, não? Depois, quando mais grande um pouco, vai morrer, vai se estragar, não vou crescer milheiro bem, né? Đấy, nói cho bạn ấy, chiều nay là cho bạn ấy phun tiếp một đợt thuốc nữa. Anti-ontem nó xu vần ấy. Chove? Lá em cima também chuva grande, eu pensava que não. Esse tempo também dá já vontade de chuva de novo. Aí, thời gian này là bắt đầu là quay trở lại mưa rồi các bạn. Như hôm qua là hôm nay, hôm qua hôm kia là mưa liên tục nha. Đó, như đậu đây cũng chuẩn bị này. Ý su phê rau vẹt thì tạm mình ra bộ để đặt cái pô của ra bộ để CB này. Đấy. Đậu là bây giờ cũng là trái là cũng ra khá nhiều nhưng mà cũng nói chung là cũng không đạt được ok cho lắm các bạn. Tại vì cũng nhiều có nhiều hạt lép, cái quả lép phết ấy. Đây bên này. Đấy, nhưng còn phía trước này thì đây cái lứa trên này là mi lựa, cái bắp của cũng bắp của người dân mà là trồng đầu tiên đấy các bạn. Bây giờ lên khá là cao rồi. Lên cao gấp mấy lên cao hơn cả cái bắp ngọt đây luôn này này. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa ra bông này. Đấy, lên rất là cao luôn. Cực kỳ cao luôn. Nhưng ở dưới này là các bạn cũng làm cỏ sạch sẽ hết rồi. Nói chung là làm cỏ nhìn nó có cái vườn nó đẹp đẽ đẹp tí chứ cỏ nhiều quá. Sì, nghe fa già già sta bonito. Agora so che se agora fica tempo aqui tem da ninguém não ba milho. Aqui não ba, não mais fica mais isso não. Assim tem hoje vou ver à noite dormir já aqui. Vai lá ver casa. Để lại xem cái nhà ông làm như thế nào, không thì cho chiều tối nay cho thêm 2-3 bạn ngủ với bạn ấy. Ra mình lấy cái bạt đấy các bạn, bạt quảng cáo ấy, mình xuống mình đóng lại cho bạn ấy ngủ tạm mà để canh cái vườn ngô, chứ bây giờ đến mùa có sản phẩm đấy. Bây giờ mà không canh là ấy bữa là mất ăn đấy. Aseki tam bè nhá, aseki tipu jatari jutun ấy. Assim, daqui a pouco, mais tarde, também inteira para que fazer seco, levar semente, já? Sim. Ei, như cái nhà đây. Đấy, nhà là nhìn ở phía ngoài, từ phía ngoài vào là nhìn khá là ok rồi. Bây giờ có hai ông là đang lợp thêm mái để cho nó kín kiệt lại khỏi mưa nó dột xuống các bạn này. Đấy, nhìn phía ngoài đây. Nhà nhìn phía ngoài khá là ok rồi. Isso fazer como? Isso cavar lá embaixo, né? Sim, cavamos embaixo, depois metemos o bambu. Cavamos 1 metro. Embaixo. Depois para quê? Depois metemos bambu e metemos prego também. Tem mais segurança. Tem prego aqui, né? Sim. Này, đây như phía trên này là các bạn, đây là đóng bằng đinh nha các bạn, đóng đinh vào trong những cái ống tre này, đóng đinh vào đây này. Đấy, như phía ngoài ở phía đây cũng thế, các bạn đóng đinh vào phía trong cái tre này, trong cái khúc gỗ này. Ở phía dưới này như thế này. Nói chung là bạn ấy nói là đào sâu phía dưới gần 1 mét. Có mà 1 mét là khá là sâu đấy. Này là khá là chắc chắn rồi. Đào hai bên này xong các bạn ấy bỏ xuống phía dưới. Ê, mai cái ăn thì você quer não meter que óleo? Óleo metemos. Meter óleo tudo, né? Não, 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 não fica bem. Sim. Nói chung là phía dưới này là các bạn ấy cũng đổ nhớt hết rồi nha các bạn. Như những cái ống này là các bạn ấy đổ nhớt sau này đào thêm xong bây giờ các bạn ấy lấp lại, kín kiệt hết rồi này. Để đi vào phía trong như thế này nè. Đây, phía trong này nhìn khá là ok rồi này. Này thì nếu mà chưa nhà chưa có thì chiều mai mình cầm cái bạt này các bạn, cái bạt quảng cáo ấy, xuống mình đóng lên phía trên này, đóng lên những cái thanh này thôi. Đấy thì cho các bạn ấy ngủ tạm khỏi đêm lạnh ấy, để cho bạn ấy
một số nệm đã dọn dẹp cho sạch sẽ, rinh nệm ra trải trải cái bạt lên, một cái bạt lên để chỗ tối cho các bạn 2-3 bạn ở đây ngủ này, để canh, như không là tình hình này là đến mùa đấy, bắp của mình, người dân ở đây là rất là thấy cái giống bắp ấy, tại vì đi qua đi lại là các bạn làm đây quảng cáo là đây là bắp này là bắp bắp Việt Nam, bắp ngọt rồi bắp nếp rồi ấy. Nên là người dân đây cũng muốn thử ấy, muốn xem là nó có khác gì với cái bắp của người dân ở đây không ấy, nên là phải canh chứ không ít bữa là mất hết. Chứ bây giờ một bắp bây giờ như hôm bữa mình về trên mình vào thăm khu vườn của anh Hiệp ấy, thì anh Tuấn Hiệp cũng là anh Tuấn Hiệp ấy, thì anh nói là một bắp bây giờ hôm bữa anh đem lên Wanda bán là một bắp 400-300, nên là bây giờ cũng có khá thu nhập khá là nhiều. Nên có khu đấy mà bán hết thì bạn Neo Sơn phải được 200-300 nghìn tiền bắp ở đấy rồi đấy. Đó, nhưng phía bên này thế khá là ok rồi. Aki Neo Sơn này, Aki để bôi cốt ta mai cái folia để đến đây nhá. Bạn mẹ. Xin. Cảm ơn bạn mẹ. Tạm bả ra khi tạm bình. Đấy, mình nói với bạn ấy là tí nữa chiều ấy mà bạn nào mà có cái đồ nghề cắt cái cây lá cọ các bạn thì cắt sau rồi lợp tiếp, đóng tiếp ở đây, từ đây từ dưới này lên phía trên này này. Đó. Đóng tiếp bằng trước này để cho nó tối mà các bạn ấy có ngủ ở đây thì nó cũng an toàn hơn đấy. Đấy, còn cửa ở đây thì ít bữa này chế thêm làm thêm cái cửa trong ấy. Nhưng mà nhìn cái cửa hơi rộng ấy. Tipo porta é grande. Como é a cozinha? Cozinha tá bom? Sim. Nói chung là também não dá para ficar muito apertado o que da cozinha. Tá bem. Assim depois agora sou fanta, assim à noite ainda não tem que casa e dormir aqui. Dois, três pessoas dormir controla milho. Também daqui pouco vou fazer adobe, vai lá vem pouco adobe fazer já que aqui quatro coisas de cozinha. Ah, de cozinha. Ah, fogão. É, fogão de cozinha. Sim. Não cozinha no sal não tá bom. Sim. Đấy, như đây cỏ tranh thì các bạn cũng dồn hết về đây này. Dồn cái cỏ mà hôm trước các bạn ấy cắt đây, mình cho các bạn ấy dồn lại để bây giờ phơi cũng gần khô hết đây. Với lại hôm qua nay mưa cho nên là cũng thôi cho các bạn ấy lợp sớm ấy. Lợp lên phía trên này để ít bữa nó cũng khô luôn ấy. Đó, lợp lên phía trên này cho nó ok. Đấy, còn như đoạn dưới này đây thì các bạn ấy đang bắt đầu là vào dọn dẹp nha các bạn. Cho dọn dẹp để bắt đầu vào chuẩn bị cuốc lại đất ấy. Cuốc lại đất để bắt đầu trồng bắp nha các bạn. Như chỗ này đây thì khá là rộng luôn. Đây là hôm trước thì thuê một ông, thuê hai ông, ba ông phát, nhưng mà các ông ấy phát được một ngày sau các ông nghỉ, sau bạn Neo Sơn về điện là các ông ấy không thấy đến phát nữa. Thôi công việc các bạn làm cỏ kiệt xong hết đấy, thì cho bạn Neo Sơn chia ra các bạn ấy là chặt hết phát hết những chỗ này này, dọn dẹp hết cho sạch sẽ để bắt đầu trồng bắp ấy đấy, chứ không thuê nữa, các đã không đến làm là thôi không thuê nữa đó. Nhưng còn đất của bạn Neo Sơn thì dài đến từ phía ngoài này vào trong này luôn đây, như đến đoạn góc này luôn, đến góc này sau xéo xuống dưới kia nhé các bạn, xéo thẳng xuống phía dưới kia luôn kìa đó. Cho nên là còn một góc ở phía dưới này nữa. Nhưng mà trước mắt thì như hôm qua hôm nay mưa ấy, hôm kia hôm qua mưa ấy, cho nên là cho các bạn ấy vào cuốc, vào dọn dẹp cuốc ở phía bên này trước, cuốc dọn dẹp sạch phía bên này để cho các bạn trồng một luống phía bên này, là sau tiếp tục là sang bên này dọn dẹp và dồn hết cỏ, những cái cỏ phía bên này, cỏ dồn hết rác sang phía bên này chờ khô bắt đầu đốt một lần đấy các bạn, đốt xong bắt đầu tiếp tục là dọn dẹp phía bên này. Để mình trồng mình phải chia ra chứ không ít bữa nữa mình trồng nhiều quá, trồng đại trà sau đến khi là thu hoạch xong rồi đến bán thì không kịp các bạn, không thể trồng một lần luôn đấy. Đó, cho nên là phải chia ra mà trồng. Phía dưới này dài không tận phía dưới này con cơ mà. Đấy, khá là rộng luôn. Chỗ này nếu mà tính ra thì gần 2 sào, hơn 2 sào đấy, gần 2 sào, hơn 2 sào. Nếu mà chặt tiếp tục phát việc hết cái đoạn phía dưới này luôn này. Đấy, đến cái bờ suối luôn thì chắc phải gần hơn 2 sào. Đấy, còn đây người dân đang đi ba ông đất ông Theo Sơn, người dân đang đi có cái dòng suối này các bạn, người dân cũng phơi sắn ở đây khá là nhiều, ngâm. Đây nhiều lắm này. Bom dia. Tá fazendo que mandioca, né? Sim, é mandioca. O senhor leva água a beber aqui, aí? Não. Já, tá bem. Isso já quanto tempo? 3 dias. 3 dias só? Sim, só. Ei. Já tá bom, já risou, né? Tá bom. Assim, agora uma barra, assim, vende quanto? A barra de vende, quanto é? 2000. Tipo seco, né? Sim, como seco. Bade grande, assim pequeno? Bade na medida do preto.
Para preto. Aquela preto pequeno? Pequeno. É bem caro, é. Tá caro. Isso tem, Buzia, manzouca, é vender bem caro, por quê? Você se vende bem caro pra quê? Esse já é mais de caro. É, hein? É. Já, tá bem. Nelson, né? Esse aqui a amanhã também capina, já. Aqui também capina. É, a partir daqui, capina até lá embaixo, no, até no rio. É, direito até no rio. Onde depois ensina onde continua capina, já. Mas aqui capina muito comprido, aí. Muito tempo aí. Bem comprido mesmo aí. Esse aqui agora não arruma mais. Deixa assim, ele secou, depois queimado tudo uma vez esse lado já. É, não arruma mais, deixa assim, queimado já tudo. Fica tipo 5 ou 6 dias, não tem chuva, é queimado já tudo uma vez. É, depois cavar. Agora cavar aqui lado só já. Arruma, terminar, depois mais tarde mas termina já. É, cavar esse lado já. Esse lado aqui? É, cavar esse lado, plantar esse lado primeiro. Não agora você planta tudo uma vez assim, depois vender tudo já riso, não tem cliente como, né? Vender como? Sim. É? Sim. Aí mình nói bạn là cho bạn này phát hết cái phía bên này này. Phát đến chỗ này thôi. Còn bên này dọn dẹp xong rồi chiều nay mà dọn dẹp xong rồi thì chiều nay để cho các bạn ấy cuốc kìa cả sạch sẽ ở đây này. Bắt đầu trồng phía bên này trước, còn phía bên này thì phát. Như những cái chỗ này có cao như này thì mình vừa nói bạn xong là để nguyên này không phải dọn dẹp gì hết, để này đến khi 5-6 ngày khô ấy mình đốt luôn một lần đấy. Đó. Đâu có ra cái vai lại về cái về cái on để cái manzo cả cái ratu come. Zingu bà ratu come on. Đấy, nghe các ông nói là bây giờ là lạc, là bây giờ là chuột bắt đầu ăn này nha các bạn. Chuột là ăn khá là nhiều luôn. Hôm qua sáng nay là ông điện đấy, là hôm nay là cho các bạn đi làm lạc, làm cỏ trên lạc ấy, để cho khỏi chuột ăn đấy. Bây giờ là chuột có ăn thì phải chấp nhận thôi, chứ nếu mà các bạn có làm cỏ thì chuột nó cũng vẫn ăn đấy. Nên là tại vì biết là lạc ok đấy, là cái hạt lạc nó chắc nhiều cho nên là chuột nó ăn thì bây giờ chấp nhận thôi. Không thì không bây giờ mình cũng không biết cách gì để mà đuổi chuột đi được, nên là tôi không cho các bạn ấy động đến nữa, để nguyên thế chứ không động ít nữa là năng suất nó kém mất đi. Ê, có mấy mùi tu đủ à kì này. Đây các bạn này, chuột ăn lạc cái này ăn rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn đấy. À kì tam anh não pouco é aí é isso rato come assim sabe zingu babong é aí các bạn này chuột đây aí này ăn não assim não faz mal é pouco assim não faz mal vamos começar a comer um todo assim é tipo mais um mês já pode receber não é um mês está cortado, mas em fevereiro já vai sair fevereiro assim está quase acabou é. Agora você, agora tempo, isso tempo, né? Sim. É, crescer tipo que zinguba. Sim. Você mexer lá, depois vou receber pouco. Assim não vou mexer. Sim. Mexer vou receber pouco, mas que zinguba bom. É, bây giờ nếu mà tính là bây giờ mà lạc hã? Não, fica assim só. Até agora você arruma limpa capinho, né? Arruma bem, ele já sabe, aqui zingu babão, eles também vão estar sempre comer. Só tem tipo que mata só. Ấy, như lạc đây là bây giờ là phát triển rất là tốt rồi nha bạn. Cao, nếu mà tính ra đến là cao nửa người mình, có cây là cao đến nửa người mình đây này, cực kỳ cao luôn. Phát triển tốt, được cái chất đất tốt quá, rất là tốt luôn này các bạn. Agora que aquela folha lá já tá? Đây, để lại xem rau muống đồ xem. Aquela folha tipo rau muống. Muito bom? Já tá bom để comer, né? Lại xem cái rau muống tình hình như nào nha các bạn. Ok chưa? Nói chung là cũng lâu lắm mà chưa xuống ấy. Xuống một lần này đi xe đi tham quan cái đã. Ấy ấy. Đây rất là tốt luôn nha các bạn. Rau muống cực kỳ tốt luôn này. Đấy. Rất là tốt, là cao luôn. À xin nghỉ. Tê phát cà kì. Cô ta một poco e hoje cozinhar. Hoje levar em casa a cozinha, amanhã vou trazer
Aliu vai cozinhar aqui para provar tudo. É, nói cho bạn, cầm cái dao lại cắt một ít ấy. Ê, ngày mai mình mua lấy đấy ra nấu xào tỏ cho các bạn ăn thử. Đấy, như còn dưa đây bây giờ lên khá là tốt rồi nhé bạn. Cây nào cây nấy mập ú luôn này. Đấy, dưa đây này. Đấy, leo cũng khá là cao rồi đấy. Này thì mai tre vẫn là còn tre nhiều ấy. Các bạn hồi này mình quay các bạn có thấy ấy. Như cây này là không phải cây dưa nha, cây này là cây bầu này. Đấy. Đấy mai nói chung là dưa thì lên là ok rồi, chắc là bây giờ có ra hoa đây này. Tầm một ít bữa nữa là có trái này, lên trái non này, hoa này, lên trái non đây rồi. Đó. Lên trái non này ít bữa nữa là có dưa để ăn rồi. Như những cái dàn này là chỉ trồng một dàn để cho các bạn ăn thôi nha. Còn là 2-3 bữa nữa thì bắt đầu tre bây giờ nhiều đấy. Giờ sẽ cho các bạn tiếp tục xảy cỏ chỗ này làm tầm 4-5 dàn nữa nha. Trồng dưa hết để bắt đầu cho bạn Nho Sơn bạn này bán. Nào cô ta tu đu đi đây tu. Nào. Đây. Đào cô ta về. Yeah. Cô ta tu đu ra. Assim. Cô ta me mu lên bay su á. Não é depois assim e não vou querer ser bem. Corta tudo. Ah, todo embaixo mesmo. Não corta muito lá embaixo. Corta um pouco, descer, fica 2 centímetros. Não corta muito e não tá bom. Aí, ông, đây. Trời ơi, camera aqui, velho. Você corta. Đây, xem bạn cắt rau muống các bạn này. Cắt từng khúc một trên này, đoạn dưới này là để nguyên này. Cái này thì ít bữa nó lên là không được. Você tem de cortar até mesmo lá embaixo, já? Não, esse aqui, depois não vou querer ser mais. Não quero querer ser bom, já? Eu cắt rau muống kiểu này thì ít bữa này lấy đâu ra mà ăn tiếp đợt 2 nữa. Đấy, cortar um pouco lá, nós tia vou cozinhar como eu tenho em casa. Tudo você amanhã, já? Cortar tem que cortar assim, já? Sim, embaixo. Não cortar mesmo assim, não tá bom. Đấy, ở nhà mình thì ngắt nhưng mà mình cắt thì nó lên tốt hơn đấy các bạn, lên nó ok hơn đấy. Đấy, chỉ có một luống nhỏ ở đây thôi mà khá là nhiều rồi đấy, cũng đủ đấy anh em trưa về xào rồi. Cô ta cô ta tu rồi để po come cái come isu bên ta mang bò để pha ra cái come để cái pha ra cái kizaka para comer. Pilar. É? Também dá pilar. É? Dá. Depende dessa aqui. Não. É, assim só. Dois só. É, dois linha, mas já tá assim, hein? Ấy hai có nghĩa hai luống nhỏ thôi các bạn này, mà được từng này đây này, khá nhiều từng này nấu canh thôi chứ xào thì trưa nay cũng có rau ấy rồi, có rau đồ mình mua xuống này cho nên là không ấy nữa, để lấy từng này về nấu canh thôi. Hai bó mà được hai luống nhỏ ngắn thôi, luống là hai cái luống đầu này nó cũng không tốt này, nhưng mà đã được một bó to này rồi này. Esse aqui eu não sei quem parece parece. Agora pega leva dentro já. Esse aqui também já tá riso, né? Đó, còn như bắp thì hồi nãy cũng dẫn các bạn đi quay đấy, cũng vào trong chỗ ông Nho Sơn đưa đi quay đấy. Thì bắp bây giờ là khá là già hết rồi nha các bạn. Nói chung là sau một thời gian mà xuống thì thấy là cái lạc liệt thì cũng phát triển rất là tốt luôn. Bây giờ để nhổ sẵn thì nhổ cả lạc luôn, nhổ cả lạc để xem là lạc là trái lên như thế nào rồi nha các bạn. Như cái chỗ này là trong đợt sau này, luống trên kia là luống cao hơn. Không biết lạc là trái như thế nào rồi. Ê, củ là khá là to này nha các bạn. Ê. Củ khá là to và rất là nhiều nha. Đây, lấy một trái thôi để thử xem như nào thôi. Nói chung là động chạm tí. Như chỗ này là cũng cứng này nha các bạn, cứng đấy thôi. Nói chung là cái này phải dùng dao để bóc ra chứ bây giờ tay là bấm gọi bẻ cũng không được, cũng bóc được rồi. À, khá là dài hết rồi. Bây giờ là nẹp về phía trên. Esse aqui é bambu também já tá fazer para onde casa e arrumar junto já aqui. Fica muito sujo aqui. Nói các bạn, ông Nho Sơn là ông làm là chọn đoạn này là tre được làm xong hết rồi, không dọn lại cho nó gọn gàng để xua xòe thế này cả. Até esse aqui também mais tarde vou ver amanhã vou ver vou cortar fazer uma pouco zango para plantar pepino. Ah, para fazer mais uma armação. É, ah, fazer pepino já. Isso aqui não vai chegar a fazer no caminho. Não vai isso tem que vai cortar mais uma vez. Sim. É.
đấy, như chỗ đấy là cũng không đủ để làm cái dàn ở phía ngoài này các bạn, thì để cho bạn nấu sơ rọc ra ngày mai mà rảnh bắt đầu cho rọc ra bắt đầu làm dàn dưa nha, để trồng dưa trước. Còn ngoài này thì chỉ phải cho đi cắt thêm một chuyến nữa chứ không đủ rồi. Hôm trước là cắt một chuyến được khá là nhiều, nó mà về các ông ấy cắt, các ông đào dưới súng dưới sâu quá ấy, đóng nhà đóng cọc sâu quá ấy, nên là tốn rất là nhiều luôn đấy. Đấy, như còn là những cây này thì cũng lên tốt hết rồi này, lên khá là dài nên bây giờ phải có dàn để cho nó vươn các bạn này. Đấy, lên rất là cao rồi. Đây, cao như thế này đây này, phải có dàn, bây giờ phải có dàn để cho nó vươn lên đây này. Chứ không như này là sau là cây là nó không leo được là không tốt này. Đấy, như bầu bìa cũng phát triển khá là ok rồi. Cây này là cây bầu đây các bạn này. Đây, lên cao thôi rồi luôn. Đấy, phải có dàn để cho nó leo rồi. Đấy, như bên này đậu rồng, thế đậu rồng thì chưa thấy dài ra nhưng mà nói chung là phát triển rất là tốt luôn nha các bạn. Đấy, cực kỳ tốt luôn. Đây, như có cây này là bắt đầu có hiện là phải có dàn lại bật để nó cho nó leo lên rồi này. Đó. Đây là bắt đầu trong bây giờ là khá là trưa đây, bạn mau ra bắt đầu vào là để nấu ăn đây này. Đấy. Ôi giời, cô gì nha kì. Masa. Đấy, đấy. Hôm nay là có hôm nay là bắt đầu nấu bún nha các bạn. Đây gọi là bên cái này gọi là miến, bên mình gọi là giống như miến bên mình ấy. Đây, cái này đây. Hôm nay là nấu món này đây. Nó với cải này này. Nó khá là nhiều đấy. Đấy. Như aquí vos con ta bambú vậy kì. Ấy ấy. Ừ, tao bên. Đấy, những cái tre này là khô đấy. Bây giờ là hôm như 2-3 ngày nay là mưa các bạn, cho nên là những cái củi mà hôm trước mình cho các bạn dồn ở đây này, là để phía ngoài này nó ngấm hết vào. Bây giờ không nấu được cho nên là các bạn phải chặt tre, những cái tre khô ấy để nhóm lửa cho nhanh ấy. Đó. Nhưng mà đây là các ông Neo Sơn hồi nãy mình nói để dọn dẹp lại sạch sẽ ok hết chứ. Làm xong rồi cứ bươi cứ để tùm lum ra đây hết. Đó, không đẹp để tí nào cả. Đó. Đấy, còn nhà cửa thì các ông bắt đầu lợp gần xong rồi này. Đó, lợp khá là dày luôn. Đây phía ngoài này đây, lợp rất là dày luôn nha các bạn. Lợp lên cao phía trên này. Đó, lợp dày lên. Đó, nhìn nó khá là đẹp rồi. Phía trong này như các ông ấy đi nhìn ở phía trong là khá là cứng cáp rồi đấy, rất là ok rồi đấy. Cái này chỉ việc là xây thêm cái bếp nữa là stream cho xong cái nhà khu vực nhà bếp, nhà ăn cho các bạn ấy. Còn ở đây thì bạn Neo Sơn 2-3 ngày nay thì cũng chưa làm ấy. Neo Sơn này quan đồ vô phải ra cái mê dài. Mesa, vou começar amanhã. Amanhã, né? Sim. Amanhã faz a mesa, né? Sim. Đấy, mà ngày mai là bạn mới hỏi xong, bạn nói ngày mai là bắt đầu sẽ vào làm bếp ở đây, làm bàn ghế ngồi đây nha các bạn. Đó, làm ở giữa khung này này. Đấy thì hôm nay là sau thời gian nó xuống thì cái cây cối là cái gì cũng phát triển hết. Còn như có là rau muống là hôm nay là rau muống là được ăn đấy. Sau mấy ngày không xuống là bây hôm nay rau muống được ăn, mình hái bó rồi này. Nhưng hồi nãy quay là hái được bó đây này. Đưa về là anh em nấu canh để ăn đây này. Đó. Đấy, sau một thời gian không xuống thì cây cối này bắp biệt cũng già hết rồi nhé các bạn. Bắp thì bắt đầu vào và có thể thu được rồi. Lạc thì phát triển rất là tốt nhưng mà hơi buồn tí là bây giờ chuột về ăn hơi nhiều đó các bạn. Đó, rau muống tất cả mọi cây thì phát triển đều tốt cả. Đó, thì bây giờ cũng khá là trưa đấy. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn mà ai yêu quý mình thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.